Ngày nay, các doanh nghiệp và thông tin liên lạc thay đổi từng giờ. Chúng ta không có thời gian để tìm kiếm và chọn lọc giữa hàng ngàn nguồn thông tin đáng tin cậy. Chính vì vậy, Hoover cung cấp những thông tin quan trọng giúp phát triển doanh nghiệp của bạn. Những công cụ hiệu quả kết hợp với những thông tin chuyên sâu về doanh nghiệp, ngành nghề và thông tin liên lạc giúp bạn đẩy mạnh quy trình bán hàng và tiết kiệm những nỗ lực cùng thời gian quý giá. Những công cụ như Peerlist là một công cụ tìm kiếm đối tác tiềm năng giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm đối tác hàng đầu để tiếp cận thị trường mục tiêu từ hàng triệu dữ liệu thông tin doanh nghiệp và thông tin liên lạc của chúng tôi. Có phải bạn đang lên lịch hẹn trong chuyến công tác tiếp theo? Hãy sử dụng SeedCoach để tìm kiếm các công ty tiềm năng trong phạm vi đến của bạn. Tìm kiếm thông tin liên lạc như mong muốn bằng cách dùng từ khóa về chức vụ, lập danh sách và xuất danh sách doanh nghiệp dưới dạng Excel hoặc xuất vào hệ thống quản lý khách hàng CRM của công ty. Cho dù bạn tìm kiếm như thế nào, các biên tập viên của Hoover luôn luôn làm việc để tạo nên một lượng thông tin chi tiết chưa từng có. Thông tin này sẽ giúp bạn hiểu được nhu cầu của khách hàng tiềm năng trước khi bạn thực hiện cuộc gọi. Nếu bạn chỉ có 5 phút để chuẩn bị, công cụ Recall Planning của Hoover sẽ giúp bạn nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ làm việc với bất kỳ công ty nào kèm hồ sơ doanh nghiệp rõ ràng. Bạn có thể nói chuyện một cách khéo léo với khách hàng tiềm năng của mình nhờ những thông tin chi tiết và cách thức bắt đầu cuộc nói chuyện hiệu quả. Và sau khi chốt giao dịch, Hoover sẽ giúp bạn giám sát các mối quan hệ kinh doanh mới của mình với chức năng thông báo thay đổi doanh số bán hàng và các sự kiện. Cung cấp thông tin diễn biến sự kiện theo thời gian thực. Lấy nguồn từ các tin tức mới và trang web của công ty và gửi thẳng tới thư email bạn hoặc di động của bạn. Hãy duy trì các mối quan hệ của bạn và luôn cập nhật thông tin doanh nghiệp qua các tweet, bài đăng và video của khách hàng trong mục tin tức. Sau đó, mở rộng mối quan hệ của bạn bằng công cụ Family Tree Tool để khám phá xem khách hàng của bạn nằm ở vị trí nào trong gia phả của doanh nghiệp nhờ vào thông tin liên kết giữa công ty mẹ, các công ty con và các chi nhánh. Bạn có thể mở ra các cơ hội bán thêm và bán chéo trong cùng một tập đoàn. Đây chỉ là một cách khác mà Hoover cung cấp cho bạn các công cụ phù hợp để kết nối với đúng người, từ đó thực hiện tốt hoạt động kinh doanh.